Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ lại trên tay một sản phẩm mà mình nghĩ các bạn đang rất là quan tâm, đó chính là Nokia 5310. Và Nokia 5310 đang được bán chính hãng tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá chỉ là 890.000 đồng mà thôi. Máy thì có hai màu là màu trắng và màu đen nha. Phiên bản mình đang có ở đây là màu đen và có viền là màu đỏ. Và bây giờ thì hãy cùng mình mở hộp ra để xem là bên trong máy bao gồm những cái gì nhé. Thực sự là rất là lâu rồi mình mới lại có cảm giác là có một con máy mà có bàn phím T9 đẹp như là Nokia 5310. Chúng ta sẽ có trong hộp là một viên pin BL4UL có dung lượng là 1200mAh nha. Đây là một con số cũng khá là cao đối với một dòng điện thoại mà nghe gọi. Chúng ta sẽ có một cục sạc có nguồn ra tối đa là 5V và 500mAh thôi. Cục sạc của Nokia và là loại liền dây, có đầu ra là micro USB. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, máy Nokia 5310 Express Music. Tưởng nhớ đến một cái huyền thoại đã ra đời cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Máy thì có màn hình TFT nha, có độ phân giải là QVGA 240x320, kích thước là 2,4 inch. Và máy thì sử dụng bàn phím T9. Máy này thì không chạy trên nền tảng iOS nên là chắc chắn là nó sẽ không có 4G nha, nó chỉ chạy trên băng tần 2G EDGE được mà thôi. Bộ nhớ trong của máy thì có thể lưu trữ tối đa được đến 2000 số điện thoại. Khi tháo nắp pin ra thì chúng ta sẽ thấy một khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa lên đến 32GB, hai khay SIM tiêu chuẩn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ còn thấy cụm mà camera và đèn flash nữa. Về cơ bản thì 5310 là chiếc máy dành cho người chuyên nghe nhạc nên là nó có rất nhiều phím cứng ở xung quanh nha, bao gồm phím tăng giảm âm lượng này, phím play pause này, phím next và previous, rất là nhiều phím ở xung quanh, rất giống cái con 5310 huyền thoại cách đây hơn 10 năm trước mà Nokia từng giới thiệu. Máy thì có thiết kế rất đẹp, ở phía trước thì các bạn có thể thấy máy có hai dải loa rất lớn giúp cho máy có khả năng phát nhạc ở chế độ stereo, tức là cả hai loa đều hoạt động được hết. Về giao diện UI của máy thì nó không có quá nhiều sự thay đổi, nó rất giống những cái thiết bị của Nokia do HMD Global sản xuất trong vài năm gần đây, ví dụ như là Nokia 210, 230 hay là Nokia 3310. Và một trong những điểm mà mình cực kỳ ấn tượng với cái con máy Nokia 5310 Express Music này đó chính là bàn phím của nó, bàn phím T9 của nó thực sự bấm rất sướng, nó làm cong, làm to và rất là rõ và độ nảy cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt là cái máy này có màn hình nó cũng hơi cong nhẹ sang hai bên nha, tạo nên cái cảm giác đồng nhất, nó tròn tròn, nó mũm mĩm, nhìn rất là dễ thương. Tuy nhiên anh em cần lưu ý giúp mình là cái máy này có màn hình hoàn toàn bằng nhựa nên khi sử dụng thì cho vào túi quần, nhớ đừng để chung với những đồ cứng như là chìa khóa này hay là các cái đồng tiền xu nhỏ vì nó có thể làm cháy xước hoặc làm bể màn hình phía bên trong nha. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cận cảnh từng cái vị trí phím bấm cho anh em. Anh em có thể thấy là cái máy này nó có một cái phím rất là đẹp, nó cong nhẹ. Phía trước thì cũng cực kỳ tuyệt vời luôn. Nó tạo cho mình cái cảm giác là rất là thoải mái, rất là dễ chịu khi mà sử dụng. Trọng lượng của máy thì nó khá nhẹ nha, nó nặng chỉ khoảng tầm 85g thôi. Giờ đây thì cái cổng sạc micro USB cũng như là cổng tai nghe 3.5mm thì đã được đưa lên đỉnh của cái máy này. Nó sẽ giúp cho mình thao tác dễ dàng hơn khi mà mình đút vào túi quần. Bây giờ thì mình sẽ thử mở một đoạn nhạc chuông để xem là cái âm thanh nó có lớn hay không nhá. Âm thanh ở xung quanh đây nó khá là ồn, tuy nhiên các bạn có thể thấy được là cái loa của con máy Nokia 5310 Express Music này nó có chất lượng rất là tốt nha. Đây thực sự là một con máy rất đẹp và giá của nó chỉ là 890.000 đồng mà thôi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay các chuỗi cửa hàng của điện thoại siêu rẻ.com để tậu ngay về một con Nokia 5310 Express Music vừa đẹp lại vừa rất hoài cổ này. Anh em thấy sao về thiết bị này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com.